Ở Việt Nam, tuyển sinh đại học hàng năm luôn là sự kiện nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Thế nhưng, chính điều đó lại đang thể hiện một trong các điểm yếu cần phải khắc phục khi mà hầu hết mọi sự quan tâm của đại học chỉ xoay quanh mảng đào tạo. Việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học chính là một trong những giải pháp quan trọng, then chốt, góp phần thiết thực triển khai đổi mới giáo dục đại học một cách căn bản và toàn diện, theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế. Đại học Thủy Lợi vừa cho ra mắt 4 nhóm nghiên cứu mạnh. Các nhóm này sẽ tập hợp các chuyên gia nghiên cứu mũi nhọn của trường Đại học Thủy Lợi và các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Đây mới có 4 nhóm thì cũng là rất nhỏ so với số lượng giảng viên trong trường và số ngành nghề trong trường. Nhưng mà cái này là cái thí điểm bậc nhân rộng, đánh giá và hàng năm sẽ tuyển thêm các nhóm mới. Và tiến tới là sẽ thực sự là đưa cái trường Đại học Thủy Lợi trở thành một cái xã hội nghiên cứu. Thì có như vậy tính xã hội hóa nó cao thì mới có thúc đẩy được phát triển. Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học. Chính vì vậy, việc hình thành các nhóm nghiên cứu nói chung và nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng rất quan trọng, đóng vai trò quyết định sự thành công, vị thế của các trường đại học. Tổ chức xếp hạng quốc tế về giáo dục Time Higher Education xếp hạng một trường đại học bao gồm 3 tiêu chí. Danh tiếng trong đào tạo và nghiên cứu chiếm 25%, trích dẫn từ các công bố khoa học chiếm 30% và 17,5% còn lại là tổng thu nhập của trường. Và cái xu thế được đo bằng cái gì? Được đo chính bằng cái chuẩn hóa. Chúng ta ban hành khung hệ thống cũng là một cái thứ chuẩn. Ban hành khung trình độ cũng là một thứ chuẩn. Chúng ta bắt đầu có các cái đang xây dựng, đã có cái thông tư về chuẩn kiểm định 61 cái tiêu chí, 10 cái chuẩn. Hay chúng ta đang xây dựng các loại chuẩn, chuẩn đầu ra, chuẩn trường, thì cuối cùng phải dựa trên cái chuẩn. Chuẩn đấy cũng phải theo quốc tế. Một mùa tuyển sinh mới sắp bắt đầu, một tín hiệu vui đó là bên cạnh nhiệm vụ sống còn là chiêu sinh sao cho đủ chỉ tiêu đào tạo thì đã có cả những mục tiêu về mô hình những đại học nghiên cứu xứng tầm quốc tế, hay cụ thể hơn là việc có mặt trong những bảng xếp hạng giáo dục uy tín trên thế giới với các trường đại học Việt Nam.